ưu điểm của Robison là chứa vi sinh vật hữu ích, enzyme tiêu hóa và beta glucan sẽ giúp tăng cường sức đề kháng nè. Thì đối với những cái con vật đặc biệt là trên mèo thì beta glucan nó rất là cần thiết. Thì beta glucan sẽ giúp nâng cao cái hệ miễn dịch tự nhiên của con mèo hoặc là trên thú cưng của mình. Trong sản phẩm Robison của mình á, thì còn bổ sung thêm một cái lượng enzyme tiêu hóa thì sẽ giúp cho chống rối loạn đường ruột, giảm tiêu chảy và giúp hỗ trợ đường tiêu hóa được tốt hơn. Đối với những con vật mà bị tiêu chảy cần phải hồi phục đường ruột thì Robison là sự lựa chọn thích hợp nhất, sẽ giúp tăng cường hấp thu dưỡng chất mà sau khi mà con vật mình bị rối loạn đường ruột á, thì sẽ bị giảm. Thì việc sử dụng cái Robison là rất là cần thiết. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng chung với kháng sinh mà không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm cũng như kháng sinh.